Đây, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tìm xe đồ chơi nha. Đi thôi, let's go. Pi pi pi. Wow, bạn xe bồn trộn bê tông kìa các bạn ơi. Đây là bạn xe bồn trộn bê tông Bunny đấy. Đó. Bạn xe cứu hỏa này các bạn ơi. Bạn xe cứu hỏa to khổng lồ. Đây cũng là một bạn xe cứu hỏa siêu to khổng lồ. Bạn xe bồn trộn bê tông siêu bự này các bạn ơi. Đó. Pi pi pi. Bạn xe bồn trộn bê tông đã phát hiện ra một bạn xe máy xúc cát khủng long ba sừng này các bạn ơi. Đó, đây là máy xúc cát khủng long ba sừng nha. Wow, xoay cần. Đó, múc nào. Một sừng, hai sừng, ba sừng. Bạn khủng long ba sừng này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi, xoay được cả bồn này. Đó, các bạn ấy không xoay được cả bánh nha. Đây là bạn khủng long. Đây là bạn xe bồn trộn bê tông con hổ nha các bạn nha. Xoay cả bồn luôn. Nào, bạn xe máy xúc cát này rất là to này các bạn ơi. Đó, to quá này. Múc nào. Wow, bạn xe dọn rác siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đó, bạn xe dọn rác này. Có cái này, cái thùng này là màu xanh này các bạn ơi. Cái thùng này là màu xanh này. Cabin là màu trắng này các bạn ơi. Cabin màu trắng này. Đó, chiếc xe này đẹp quá. Đây các bạn ơi, đây là xe cậu múc cát này. Đó, xe cậu múc cát. Múc nào. Wow. Xe cậu múc cát này thì màu vàng các bạn nhá, màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, có số này 719 này các bạn ơi. À, xe ben này các bạn ơi, xe ben này. Đó, ben này. Xe bật ben này. Đó. Wow các bạn ơi. Đây là một chiếc xe vận tải vận cậu nhá. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Wow, chiếc xe này có một cái còi, hai còi, ba còi, bốn cái còi. Đó, chiếc xe này đẹp không các bạn ơi? Quá là đẹp luôn nha các bạn nha. Wow, một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đó, hai chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Ba chiếc xe cần cẩu nha. Wow, ở trong này còn một chiếc xe cần cẩu móc này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc này đẹp chưa này các bạn ơi. Wow, xe này nhìn rất là đẹp trai này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy. Có thể cẩu được cả xe máy xúc cát siêu to khổng lồ lên đấy các bạn ơi. Đây, mình sẽ móc vào để cẩu lên nha. Đây, mình móc vào nào. Đó, bây giờ mình sẽ cẩu lên cao luôn. Lên nào. Wow, hay chưa. Đó, xe cẩu móc cát đấy các bạn ạ. Nào, wow. Các bạn thấy không? Rất là nhiều xe đẹp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ khám phá tiếp thôi. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này các bạn ơi. Xe bồn chở bê tông rất là to luôn, rất là đẹp luôn. Đó, có thể xoay được cả bồn luôn này các bạn ơi. À, xe bồn chở bê tông đấy. Đó. Các bạn thấy không? Xoay được cả bồn cái đầu bê tông bên trong nha. Đó, hay chưa? Các bạn thấy đẹp chưa? Chiếc xe bồn chở bê tông này rất là xịn luôn. Đó, các bạn thấy ngầu không? Chiếc xe này quá là đẹp đấy các bạn ạ. Quá là xịn sò đẳng cấp luôn. Wow. Có vòi chút bê tông này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Một chiếc xe cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Wow, to chưa? Đẹp chưa? Các bạn ơi, đây là máy xúc cát nha. Xe cậu múc cát này. Đó, xe cậu múc cát này rất là đẹp luôn. Hôm nay rất là nhiều xe công trình đồ chơi xịn sò các bạn nhá. Đầu tiên là một chiếc xe cứu hộ này. À, đây là một chiếc xe chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi. Chiếc xe này rất là xịn sò luôn, có thể lưng được cái cần này và có thể hạ được cần đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp nha. Chiếc xe này chuyên đi cẩu rác này các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn đấy. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nha. Động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi. Wow, bốc đầu luôn nha. Đó, đẳng cấp luôn. Đó, có đánh ngon không? Phanh nào? Wow, không có phanh à? Wow. Đây, giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe tải chở ô tô nha. Một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi luôn. Đây là xe tải ben chuyên đi chở đất này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ben chuyên đi chở đất nhìn nó xịn sò không các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe cần cẩu múc cát, có cái cần rất là dài. Đó. Cần dài lắm các bạn ạ, cần dài mét luôn. Ôi trời. Giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe, đây là một chiếc xe đây. Đây là xe tải chuyên đi chở rác các bạn nhá. Đây là một chiếc xe ben siêu bự này các bạn ơi, xe ben địa hình nhá. Đó. Đấy, đẳng cấp chưa?
Giới thiệu các bạn, đây là một chiếc xe ben chuyên đi chở cát nha. Đây là xe bồn trộn bê tông siêu to khủng nổ. Ai có cả xẻng xúc bê tông này các bạn ơi. Đó, xịn xò luôn nha. Có 3 chiếc xe trộn bê tông này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 chiếc xe nha các bạn nha. Ui, 5 chiếc xe trộn bê tông luôn này các bạn ơi. Đó, rất là xịn xuôn. Đây là xe cần cẩu múc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đó, và đây là một chiếc xe container chở 3 chiếc xe công trình đồ chơi này các bạn ơi. Nhìn nó rất là xịn xò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe xúc nật này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe xúc nật chuyên đi xúc cát nha. Rất là xịn luôn đấy. Ở trên này còn rất là nhiều xe đồ chơi xịn xò này. À, giới thiệu với các bạn, đây là một con khủng long nha. Đây là đầu khủng long bạo chúa siêu tổ khổng lồ các bạn ơi. Đó, siêu tổ khổng lồ rồi. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe bồn chuyên đi chở nước tưới cây này các bạn ơi. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe lua chạy bằng 6 bánh này. Wow, nhìn rất là to luôn. Ui, ở bên này còn rất là nhiều đồ chơi luôn này các bạn ạ. Ôi, bây giờ mình phải đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn hơn rồi các bạn ơi. Đi thôi. Một chiếc xe cần cẩu siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông là 2 này. 3 chiếc xe này các bạn ơi. 4 chiếc xe này các bạn ơi. Wow. 5 chiếc xe này các bạn ơi. Máy xúc cát nhá. 6 chiếc xe này các bạn ơi. Wow, 6 chiếc xe luôn. Xe cần cẩu này. 7 chiếc xe này các bạn ơi. 8 chiếc xe nhá. Wow. Máy xúc cát cần dài là 9 nhá. Máy xúc cát là 10 các bạn nhá. Wow. Nào, cùng mình cẩu nào, mình sẽ cẩu một chiếc xe lên cho bạn xem nhá. Đây mình sẽ cẩu máy xúc cát này đây này. Móc vào cabin nhá. Đây móc vào đây nhá. Máy xúc cát cẩu lên này. Wow. Đây nào, gãy cần không các bạn ơi? Đó, gãy cần luôn. Chiếc xe cảnh sát, cần cẩu cảnh sát này rất là khỏe các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa này các bạn ơi. Mở cửa luôn nha, siêu to khổng lồ luôn. Mở hai cánh cửa luôn này các bạn ơi. Ở bên trong có bu lăng lái xe luôn này các bạn ơi. Ở đâu có chữa cháy này. Đây là xe cứu hỏa chữa cháy các bạn nha. Ở đâu có đám cháy các bạn nhớ gọi 119 nha. Alo 119 ấy. Đấy. Máy xúc cát này các bạn ơi. Máy xúc cát siêu to khổng lồ nha. Wow, rất to luôn. Xe ben nha các bạn nha. Xe ben này. Xe ben bu ly nha. Xe trộn bê tông này các bạn ơi. Né. Đi. Đây là xe cứu hỏa biến hình robot này các bạn ơi. Xe cứu hỏa biến hình nha. Quá là xịn luôn. Đó. Biến hình nha các bạn ơi. Ngầu chưa? Đó, đẹp lắm. Rồi, trong kia là một thế giới xe đồ chơi nữa này các bạn ơi. Bây giờ mình vào xem có xe gì xịn không nhá. Wow, quá là nhiều xe này các bạn ơi. Xe bồn chở nước tưới cây xanh này các bạn ơi. Xe bồn chở nước nhá. Xe mô tô cảnh sát này, xe mô tô nhá. Wow, có bô luôn này các bạn ơi. Có 4 bô luôn nhá. 4 bô luôn. Đó, xe cảnh sát này các bạn ơi. Xe ô tô cảnh sát này. Đó. Xe trộn bê tông này các bạn ơi, xe trộn bê tông nha. Wow. Đẹp chưa? Xoay bồn luôn này. Đó. Đến lượt máy xúc cát xịn xò đây, máy xúc cát nha. Ui, máy xúc cát mất cả bánh rồi các bạn ơi. Xe nu đường này các bạn ơi. Xe nu đường này, nu. Né. Wow, xe đua. Xe cảnh sát này. Xe bíp này các bạn ơi. Xe bíp này, ôi xe bíp này, đẹp chưa? Xịn xò chưa các bạn ơi? Né. Đó, chọn xe cần cẩu múc cát cho bọn em nha, nhiều xe quá. Đây máy xúc cát đây các bạn ơi. Wow. Máy xúc cát nha. Ui. Thấy chưa? Ui, xoay cần luôn này. Đó. Đẳng cấp chưa? Ui. Nào múc nào. Một gầu luôn. Thêm gầu nữa, hai gầu luôn. Đó, đẳng cấp chưa? Quá là xịn luôn.